Ôi, chào ông bạn nha, mới về mẫu xe nào bạn Em ơi? mới về được một con Kia Rondo 7 chỗ, số tự động máy dầu, 1.6 turbo. Đấy, một con À. xe phải nói là đi khá là ok, gia đình đi cũng được mà anh em lấy về chạy dịch vụ đi rất là hợp lý luôn. Và đặc biệt con xe này là mang về thành phố Hồ Chí Minh, gốc thành phố luôn. Và xe zin không lỗi. Đây, thầy chủ tịch giới thiệu sơ qua cho anh em để anh em tham khảo Đây đấy. xem nào. Và ngoài ra thì em cũng đang cần thu mua rất là nhiều dòng ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em nhé. Nếu mà anh em nào mà đang có bạn bè hay là người thân hay là gia đình hoặc là anh chị hàng xóm thì có nhu cầu muốn bán xe thì anh em có thể giới thiệu cho em nhé. Xe này là ghế bọc da đầy đủ hết rồi nè anh Ghế chị. da zin đục lỗ thông hơi này, hai dàn lạnh trước sau, có bọc trần 5D chống nóng chống ồn rồi. Đó. Hai vùng điều hòa độc lập. Ừ. Lót sàn 5D luôn. Lót sàn 5D. Đấy Đây, xem. mâm đúc này. Đấy, độ Đấy. gai còn rất là dày luôn anh em nhé. Là dạng đúc. Ủa cái này là xe này là bốn thân đĩa bốn bánh luôn Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. à. Bốn thân đĩa bốn bánh. Con này nó có cả thêm chế độ eco tiết kiệm nhé, cực kỳ tiết kiệm À, dầu luôn. Đó, con kiệm này ăn dầu dầu. Thường thường những con xe ăn răng như ngửi nhưng mà con này ăn dầu như ngửi luôn. à. Con Ừ. này là như là 7 chỗ hay 5 chỗ nha? 7 chỗ 5 cộng 2. À, 5 cộng Này 2. đây. Phía sau này thì có cam lùi này đầy đủ hết rồi. Đây là biển thành Đây có phố. cả cảm biến lùi luôn nhá. Đây. À, Đây sao cái đây? và anh quay cho anh em xem là cái ti bên này này, nó hơi yếu nên em đang tháo ra cho đi cho thay rồi. Đang Đang đặt đặt hàng. hàng, chỉ giờ nó chỉ còn một ti bên này thôi. Nó hơi Chắc yếu đúng khoảng không? 1-2 ngày nữa là có hàng rồi ấy. Đây, 5 cộng 2 đây chủ tịch này. Khoang hành hành lý phía sau đây. Cái này là mình đi 5 người ngập xuống là mình chứa đồ là bình thường đúng Đúng rồi, đúng rồi. không? Đấy, rộng rãi này. Đây chủ tịch nhìn này, ốc gác này. Đó, ốc Đó. nó còn nguyên nhá. Ốc nắp cốc này chưa chạm mở nhá, các hàng đinh này còn nguyên hết. Đấy, chất xe thì chủ trước cũng có trang bị như ghế da rồi đầy đủ lót sàn 5D biển thành phố. Nhìn chung em xe này form dáng cũng rất là đẹp. Anh chủ tịch nhìn thấy cái tôn vỏ này. Tôn vỏ xe đẹp không? Đấy, tôn vỏ không 215 mà nhìn nó chất chất xe nó còn rất đẹp luôn ạ. không mục mọt gì đúng Xe không? thì làm Không sao cái đi thành phố thì làm sao mà nó mục mọt được. mục mọt. Mà nhưng mà em xe này giá thấy được không? 405 củ khoai lang. 405 củ. Báo rút hồ sơ. À, Giá để con thị trường con này nó khoảng 442 43. Đó. quay chi tiết cho cả nhà xem về những cái con ốc ác này. Quan trọng là cái Đó, chất xe này tem chất điếc còn xe nguyên này. Đó. còn nguyên hết này, những Đó. cái roang này cũng vẫn còn hết này. Đấy, không có bị rách. Đó, và nội thất bên trong ghế da cũ số. Đấy, màn hình zin luôn. Rồi có vô lăng tích hợp phím bấm. Con này đăng kiểm dài không? Đăng kiểm còn đến tháng 9. Đăng kiểm đến Còn tháng được khoảng 9 2 tháng nữa. 2023. Đấy, Xi nhan bao ré tích hợp gương. đấy, tổng thể Đấy. chiếc xe thì nó phải cũng còn khá đẹp. Để cho khán giả nhìn cái khoang máy. Để À, em khoang. đề nổ máy lên nhá. Cho anh em nhìn cái khoang máy của em Rondo 2015 này nhá. Và mang biển thành phố. Đấy. Và trước này có đèn bi luôn nè. Đấy, đèn bi này. Xi nhan Đó, có cả đèn led bên ngoài luôn nhá. LED ban ngày đầy đủ. Nhưng máy dầu nó ồn hơn máy xăng đúng không? Máy dầu con xe nào nó trộn máy dầu tất nhiên nó phải ồn hơn máy xăng rồi. Đấy, nhưng mà được cái là nó Này, cực kỳ tiết chủ kiệm. tịch nhìn này, những con ốc này là còn nguyên hết nhá. Đó, carbon zin này. Đó, keo chỉ này là không mất một phân nào hết. Cánh cửa này, em miếng chống nóng này. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Đây. Nhớt dầu nhớt em mới thay. Dầu nhớt mới thay. Ừ. Máy móc thì vậy được. Ốc sơn máy còn nguyên hết lên đây này. Ốc Trên sơn máy máy còn riêng đúng không? còn nguyên hết. Đó. Chưa dấu hiệu bật tháo bật mở gì. Cái khoang máy này chỉ cần vệ sinh qua cái là Nhưng sạch. mà chủ này chủ Sao? bữa trước là cái cục cao su chân máy này là chủ chủ rồi chủ trước người ta thay rồi. Hai Này là cao chủ su trước chân người ta máy thay đúng rồi, cao su chân máy này. không? Đó. Đấy, thì nói chung là cái cao su chân máy đi một thời gian này tất nhiên nó sẽ bị mòn nữa chị. Thì cao su thì theo thời gian nó chắc chắn là nó sẽ bị chai mòn rồi thì mình Đây phải mòn thay mình thôi. phải thay thôi. Còn lại Thay thì là lại như mới ngay có gì đâu. máy móc thì chưa hề hấn gì. Với một em xe Kia Rondo sản xuất 2015. Với mức giá này thì bên mình còn thương lượng hay là gì không? Nói chung là còn bớt cho anh em, bớt lọc cho anh em và báo rút hồ sơ cho anh em. Bớt Anh em lọc. cứ thiện chí thì cứ đến trực tiếp cửa hàng bên em để lái thử và trải nghiệm nó nhé. 405 triệu bao rút hồ sơ bớt lọc biển thành phố.
Và nếu mà liên hệ thì mình liên hệ theo số line nào? Nếu mà anh em gọi thì anh em cứ gọi ngay cho ông chủ tịch 0936793793 và 0969711441. Và anh em nào một lần đầu tiên mà theo dõi video của Phúc Việt Đầu Tư Cũ thì nhớ đăng ký kênh nhá. Và nhấn vào biểu tượng chuông bên phải để cập nhật được những con xe về hàng ngày. Đó, em quay được hàng ngày cho anh em. Rồi ok, cảm ơn em nào quan tâm mẫu Kia Rondo này, thì em còn một chiếc duy nhất, anh em nào tới xem và trải nghiệm em xe này nhá. Vâng, cảm ơn cả nhà.